Rồi chút xíu nha. Rồi các bạn nha, đây là hình sữa nha các bạn, hoàn toàn không thấy là hình cũ luôn. Nửa cái lưng của ảnh là nguyên cái hoa văn Shibat Mogi, rất là đen nha. Seri cover 2 lần, 3 lần là mất tiêu hết hoàn toàn thành hình mới. Hiện tại là ảnh đang đứng nha các bạn. Hiện tại ảnh đang đứng. Đó. Mất hình cũ rồi nha các bạn. Mình up chung cái hình cũ cho các bạn coi. Này. Ảnh đang đứng. Cho nên các bạn sẽ thấy rất là rõ nha. Đây là quay bằng điện thoại nha các bạn. Đó. Quay bằng quát cho các bạn coi luôn. Kéo cái lăng quần xuống một chút xíu. Đây. Do màu 2 lần cho nên nó rất ok nha các bạn. Anh đang đứng nha, cho nên mình sẽ cho ảnh nằm xuống cho các bạn coi cái bố cục luôn, vừa đứng vừa nằm luôn. Ở đây là chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Mình sẽ cho ảnh nằm xuống cho các bạn coi nha. Hình này là hình sữa nha. Dưới cái hình này là có nguyên cái bao văn rất là đen nha các bạn. Hình sữa nhỏ à. Cho ảnh nằm xuống. Con nằm xuống giùm chú con. Nằm xuống. Ừ. Đây. Nằm xuống cũng ok lắm nha các bạn. Giờ mới xong hết hoàn toàn luôn. Đây là hình cover, đây là lành hết rồi nha các bạn. Tại vì hôm nay mình kêu khách lại test lại thêm một lần màu nữa cho nó hoàn toàn. Mất luôn hình cũ nha các bạn. Vô màu 2 lần nha. Và nếu mà sau một thời gian mà nếu mà nó có xuống màu này nọ thì ở đây vẫn bảo hành nha các bạn. Cứ quay lại chúng tôi sẽ test màu là không sao, nhưng mà xong là không có xuống đâu. Da này ảnh trắng. Mất hình cũ chưa con? Dạ mất rồi chú. Mất phải không? Ăn ý không? Dạ ăn ý. Ăn ý phải không? Ok, ăn ý là ok rồi. Rồi. Đó, giờ anh đang nằm xuống nè. Rồi con ngồi vậy con, ngồi thôi. Ngồi vậy bình thường với chú. Ngồi cũng ok nha các bạn. Nằm ngồi đứng là đều ok hết nha. Giờ là anh đang ngồi đây. Đó. Nằm hay ngồi hay đứng thì mình sẽ quay bao quát cho các bạn coi luôn nha. Đây, các bạn muốn coi hình cũ thì quay lại đành đầu video các bạn coi nha. Hình cũ vừa mới xong. Tôi lên các bạn là địa chỉ của tiệm luôn nha. Mình cho nó địa chỉ số điện thoại của tiệm luôn nha. Bạn nào có hình xăm nào muốn ý, muốn sửa hay muốn gì đó thì tới thẳng tiệm nha các bạn. Sửa mất con này luôn phải không? Dạ. Bỏ luôn phải không? Sửa thành hình khác ha. Hôm nay là làm rồi các bạn nha, đây là hình sữa nha các bạn, hoàn toàn mất luôn hình cũ rồi nha. Đó. Các bạn coi thử thì còn thấy được cái hoa văn không nha, với lưng ảnh có nguyên cái hoa văn luôn á. Đó. Đó. Rồi mất cái hoa văn nha, hoàn toàn mất cái hoa văn hết, mới vừa xong. Hôm nay là mình ảnh lợi là mình bảo hành coi như thế nào mình coi nha. Để lại mình vô màu lần 2 cho nó tươi lên nha các bạn. Rồi mới xong. Kêu mấy bạn học sinh trên đó xuống đây cho các bạn coi cái hình này. Con có về có coi là cái hình của con không? Có chú. Thấy mất chưa? Thấy mất hoa văn chưa? Rất là dằn phải không? Ăn ý đúng không? Dạ. Ok.
ảnh sợ nhấn trắng nha các bạn, cho nên tạm thời mình không có nhấn trắng nha. Sau này ảnh có thích nữa thì ảnh vần lại mình sẽ nhấn trắng theo ý của ảnh. Giờ là qua văn rồi này nọ là mất hết, hình xăm cũ ảnh lên tới cổ luôn á. Các bạn học sinh nói lại đây coi đi, nói chút xíu là rồi các bạn nha, đây là hình sữa nha các bạn, hoàn toàn không thấy là hình cũ luôn, nửa cái lưng của ảnh là nguyên cái hoa văn Shibat Mogi rất là đen nha. Seiki cover 2 lần 3 lần là mất tiêu hết hoàn toàn thành cái hình mới. Hiện tại là ảnh đang đứng nha các bạn, hiện tại ảnh đang đứng đó. Mất hình cũ rồi nha các bạn, mình up chung với hình cũ cho các bạn coi này, ảnh đang đứng nên các bạn sẽ thấy rất là rõ nha. Đây là quay bằng điện thoại nha các bạn. Đó. Quay bằng quát cho các bạn coi luôn. Kéo cái lăng quần xuống một chút xíu. Đây. Do màu hai lần cho nên nó rất ok nha các bạn. Anh đang đứng nha, cho nên mình sẽ cho ảnh nằm xuống cho các bạn coi cái bố cục luôn, vừa đứng vừa nằm luôn. Ở đây là chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Mình sẽ cho ảnh nằm xuống cho các bạn coi nha. Hình này là hình sữa nha. Dưới cái hình này là có một cái bao văn rất là đen nha các bạn. Hình sữa. Nhỏ à. Cho ảnh nằm xuống. Con nằm xuống giùm chú con. Nằm xuống. Đây. Nằm xuống cũng ok lắm nha các bạn. Giờ mới xong hết hoàn toàn luôn. Đây là hình cover, đây là lành hết rồi nha các bạn. Tại vì hôm nay mình kêu khách lại test lại thêm một lần màu nữa cho nó hoàn toàn. Mất luôn hình cũ nha các bạn. Vô màu hai lần nha. Và nếu mà sau một thời gian mà nếu mà nó có xuống màu này nọ thì ở đây vẫn bảo hành nha các bạn. Cứ quay lại chúng tôi sẽ test màu là không sao, nhưng mà xăm là không có xuống đâu. Da này ảnh trắng. Mất hình cũ chưa con? Dạ, mất rồi chú. Mất không? Ăn ý không? Dạ, ăn ý. Ăn ý không? Ok, ăn ý là ok rồi. Rồi. Đó, giờ anh đang nằm xuống nè. Rồi con ngồi vậy con, ngồi thôi. Ngồi là bình thường đó chú. Ngồi cũng ok nha các bạn. Nằm ngồi đứng là đều ok hết nha. Giờ là anh đang ngồi đây. Đó. Nằm hay ngồi hay đứng thì mình sẽ quay bao quát cho các bạn coi luôn nha. Đây. Các bạn muốn coi hình cũ thì quay lại đành đầu video các bạn coi nha. Hình cũ. Vừa mới xong. Đó.
tôi lên các bạn là địa chỉ của tiệm luôn nha, mình cho nó địa chỉ số điện thoại của tiệm luôn nha. Bạn nào có hình xăm nào muốn ý muốn sửa hay muốn gì đó thì tới thẳng tiệm nha các bạn. Rồi các bạn nha, đây là hình sửa nha các bạn, hoàn toàn mất luôn hình cũ rồi nha. Đó. Các bạn coi thử đi, còn thấy được cái hoa văn không nha, dưới lưng ảnh có nguyên cái hoa văn luôn á. Đó. Đó. Mất cái hoa văn rồi nha, hoàn toàn mất cái hoa văn hết, mới vừa xong. À, hôm nay là mình ảnh lại là mình bảo hành coi như thế nào mình coi nha, để lại mình vô màu lần hai cho nó tươi lên nha các bạn. Sửa mới xong. Kêu mấy bạn học sinh trên đó xuống đây cho các bạn coi cái hình này. Con có về có coi là cái hình của con không? Có chú. Thấy mất chưa? Thấy mất hoa văn chưa? Mất hoa văn phải không? Ân ý đúng không? Dạ. Ok. À, ảnh sợ miếng trắng nha các bạn, cho nên tạm thời mình không có miếng trắng nha. À, sau này ảnh có thích nữa thì rồi ảnh vành lại mình sẽ miếng trắng theo ý của ảnh. Giờ là hoa văn đồ này nọ là mất hết. Hình xăm cũ ảnh lên tới cổ luôn á.